vong. Đuối nước là tình trạng nước tràn vào đường hô hấp làm cho các cơ quan bị thiếu oxy và các chức năng sống của cơ thể ngừng hoạt động. Một số trường hợp chết đuối mà trong phổi không có nước là do người không biết bơi bất ngờ bị chìm trong nước. Nạn nhân hoảng sợ khiến các phản xạ bị rối loạn làm cơ thể bị chìm. Phản xạ co cơ nắp thanh quản và đóng khí quản lại làm nạn nhân không thở được dẫn đến thiếu oxy não và bất tỉnh. Nắp thanh quản bị đóng nên nước cũng không vào phổi được và dẫn đến tử vong. Cách phòng tránh tai nạn đuối nước. Để phòng tai nạn đuối nước, mọi người cần lưu ý đến những việc sau đây. Trẻ em khi bơi phải được người lớn giám sát thường xuyên, không được đi tắm, bơi ngoài sông, suối mà không có người lớn biết bơi đi kèm. Khi bơi phải có phao bơi an toàn. Không cho trẻ chơi, đùa nghịch quanh ao, hồ, hố sâu để tránh bị ngã, rơi xuống hố. Ở nhà có trẻ nhỏ tốt nhất không nên để những lu nước, thùng nước. Nếu bắt buộc phải có như vùng phải tích trữ nước ngọt để dùng nên đậy thật chặt để trẻ em không mở nắp được. Đối với những nhà có hồ bơi nên rào kính xung quanh và cửa có khóa để trẻ em không mở cửa được, có hệ thống báo động khi trẻ em vào. Nên cho trẻ tập bơi sớm trên 4 tuổi. Trên đây là hướng dẫn các kỹ năng cơ bản nên biết về cách phòng tránh tai nạn đuối nước. Các bậc phụ huynh hãy quan tâm hơn nữa đến vấn đề này để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra cho con em và những người thân trong gia đình. Cách sơ cứu khi bị ngạt nước. Bước 1. Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi mặt nước bằng cách đưa cánh tay, cây sào dài cho nạn nhân nắm, ném phao hoặc chèo thuyền vớt nạn nhân lên. Tuyệt đối không nên nhảy xuống nước cứu người khi không biết bơi. Bước 2. Đặt nạn nhân nằm chỗ khô ráo, thoáng khí. Bước 3. Nếu nạn nhân bất tỉnh, hãy kiểm tra xem còn thở không bằng cách quan sát lồng ngực có di động hay không. Nếu lồng ngực không di động, tức là nạn nhân ngừng thở thì phải hô hấp nhân tạo thổi ngạt bằng miệng ngay lập tức. Sau khi thổi ngạt hai cái, cần kiểm tra xem tim nạn nhân còn đập hay không bằng cách bắt mạch cảnh, bẹn hoặc áp tai vào lồng ngực bên trái xem có tiếng tim đập không. Nếu không bắt được mạch chứng tỏ tim nạn nhân đã ngừng đập, cần phải hô hấp nhân tạo kèm theo ép tim ngoài lồng ngực ép ở 1/2 dưới xương ức bên trái theo tỷ lệ 15/2, nghĩa là ép tim 15 cái thì thổi ngạt hai cái nếu có hai người, hoặc 30/2 nếu có một người. Sau đó vừa làm vừa đưa nạn nhân đi bệnh viện. Nếu nạn nhân còn tự thở, cho nạn nhân nằm nghiêng sang một bên, cởi bỏ quần áo ướt, giữ ấm. Nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất vì có thể sẽ xảy ra khó thở tái diễn, khó thở thứ phát vài giờ sau ngạt nước.